Chào mừng các bạn đến với channel SVN Sentai. Video hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu về tổng hợp toàn bộ các Yuden Chi của trong series Yuden Sentai Kiru chờ nhé. Nào chúng ta cùng bắt đầu. Giới thiệu chung, Yuden Chi được coi là một vật phẩm hỗ trợ cho các chiến binh Kirujar. Nó có hình dạng giống như một viên minh điện và được tích hợp một nguồn năng lượng ở bên trong nó được gọi là Bray. Trong mỗi cuộc chiến, nó luôn đóng một vai trò rất quan trọng trong việc kích hoạt vô số các sức mạnh dành cho các chiến binh. Và còn có rất nhiều các Yuden Chi khác nhau mang chức năng và sức mạnh riêng biệt. Mỗi Yuden Chi thì đều lưu giữ một linh hồn và sức mạnh của một động vật trong thời cổ đại tương ứng và chúng được đánh số thứ tự cùng các màu sắc khác nhau. Yuden Chi thường được các chiến binh đặt ở bên trong một hộp khóa của chiếc thắt lưng được gọi là Mobako và có thể lưu trữ tối đa là 3 Yuden Chi vào bên trong. Chính vì thế, Yuden Chi luôn được coi là một vật phẩm phụ trợ không thể thiếu. Để có thể sử dụng chúng, các chiến binh sẽ thông báo hiệu lệnh Braven rồi nhấn xuống một nút nhỏ trên cực âm của viên pin nhằm kích hoạt sức mạnh cho nó. Hay bất cứ khi nào vũ khí của Kirujar hoặc cơ khí Yuden Ryu cắn Yuden Chi vào bên trong thì nó sẽ phát ra âm thanh nói Gabardine Chol. Ngoài ra, Yuden Chi còn đóng một vai trò rất quan trọng trong việc kích hoạt chế độ chiến đấu cho các cơ khí Yuden Ryu, bởi vì nếu không được Yuden Chi cung cấp năng lượng thì các Yuden Ryu cũng chẳng thể nào tấn công được. Đặc biệt hơn cả là Yuden Chi cũng được các chiến binh sử dụng để kích hoạt sang chế độ vũ trang cho họ thông qua thiết bị Gabo Revolver. Tuy vậy, Yuden Chi không phải chỉ có duy nhất bởi các chiến binh Kirujar, mà nó cũng hoàn toàn có thể được tạo ra bởi con đoàn Daibot dành riêng cho chúng. Nhưng như Yuden Chi ác tính này đều chỉ là những phiên bản nhái so với phiên bản gốc, do vậy chức năng của nó thì tương tự như nhau, chỉ khác về màu sắc và năng lượng bên trong. Sau mỗi cuộc chiến đấu dài hạn diễn ra, Yuden Chi luôn phải được lưu trữ và sạc đầy năng lượng bởi một hộp sạc được gọi là Charge Box để sử dụng cho những lần tấn công tiếp theo. Trong một số trường hợp đặc biệt, Yuden Chi có thể sử dụng để biến thân mà không cần tới vũ khí biến đổi Gabo Revolver bởi hai chiến binh tiền nhiệm là Kyuryu Gray và Kyuryu Saiyan. Ở tập phim đặc biệt giữa Tokyojar và Kyuryujar đã cho thấy, Yuden Chi cũng có thể được sử dụng sức mạnh của nó bởi các chiến binh Tokyojar thông qua vũ khí cá nhân của họ. Ví dụ như khi nó được tràn vào vũ khí Tokyo Blaster hoặc Dengetsu Bazooka chẳng hạn. Hoặc ở phiên bản khổng lồ, Yuden Chi còn có thể thay thế vị trí của Gresha để hợp thể cùng Robo Hyper Gresha Katai Tokyo Rainbow. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đi và tìm hiểu về 11 Yuden Chi cơ bản tiêu chuẩn của đội nhóm Kyurujar, trong đó bao gồm 10 Yuden Chi nắm giữ linh hồn của thập đại Yuden Ryu, mang số thứ tự từ 1 đến 10, kèm với đó là một Yuden Chi nguyên mẫu đại diện cho số 0. Đầu tiên là Yuden Chi Topaz Pino, giống như ký hiệu chữ số của nó là 0, Yuden Chi này chính là tiền thân của các Yuden Chi sau này, mang cho mình sức mạnh và linh hồn của một loài khủng long có gai, đó là Spinosaurus, loài này tồn tại vào khoảng 112 triệu năm về trước trong kỷ phấn trắng. Như được biết, tên nhân vật phản diện Domono Shenkidi hay còn được biết đến là chiến binh Dreadnought, kẻ được cho là chủ nhân ban đầu của Yuden Chi Topaz Pino. Hắn ta đã sử dụng Yuden Chi này cho một mục đích xấu, đó là dùng để hấp thụ giọng hát của Mikuto. Cô ta là hậu duệ của một nữ tu sĩ năm xưa, người đã từng sử dụng giọng hát của mình để giải thoát tâm trí cho Yuden Ryu Topaz Pino khỏi sự thao túng từ Deni. Ở thời điểm ngày nay, hắn ta đã muốn lợi dụng giọng hát đó nhằm khiến cho Yuden Ryu Topaz Pino trở nên xấu xa và phục vụ cho các mục đích của hắn. May mắn thay là cho đến cuối cùng, Topaz Pino cũng được giải cứu một lần nữa nhờ các chiến binh Kirujar và Mikuto. Như đã thấy, Yuden Chi Topaz Pino đã lột bỏ lớp vỏ đen bên ngoài của nó và trở về hình dạng giống như màu sắc của một số các Yuden Chi thông thường. Ở tập 3 chỉ đã cho thấy, Kiru Red đã sử dụng Yuden Chi này thông qua vũ khí Gabutira de Carnival để truy cập về hình thức lễ hội Powwap được gọi là Samba Carnival Special, với bên tay phải là vũ khí Spino Boomerang, còn bên tay trái là vũ khí Spino Defensor nhằm hỗ trợ cho các cuộc tấn công tới kẻ thù. Trong tập phiên đặc biệt 100 năm sau của Kirujar đã chỉ ra rằng, nhân vật Daikun là chất của Daigo Kiru Red tiền nhiệm. Anh ta đã sử dụng Yuden Chi Topaz Pino trên vũ khí Gabo Revolver để có thể biến đổi và trở thành một chiến binh Kyuryu Navy. Tuy nhiên thì trang phục của anh ta lại có phần hơi hướng khá giống so với trang phục của tên chiến binh phản diện Dreadnought. Tiếp theo là Yuden Chi Gabutira, được ký hiệu trên thân bằng chữ số 1 cùng họa tiết màu đỏ, mang cho mình sức mạnh và linh hồn của một loài khủng long bạo chúa, đó là Tyrannosaurus Rex, hay thường được gọi là T-Rex. Đây là một trong những loài động vật săn mồi đáng sợ hàng đầu của trái đất vào khoảng 66 triệu năm về trước. Yuden Chi này được sử dụng chủ yếu bởi Kyuryu Red. Bằng cách sử dụng hai bản sao của viên pin này trên thiết bị Gabo Revolver của mình, Kyuryu Red sẽ có thể kích hoạt sang chế độ vũ trang cho bản thân, đi kèm với đó là vũ khí Gabutira Fang của anh ta. Khi ở hình thức lễ hội Powwap, Kyuryu Red cũng có thể sử dụng Yuden Chi Gabutira để kết hợp cùng 12 Yuden Chi bất kỳ nhằm kích hoạt ra vô số các vũ khí hỗ trợ dành cho chiến binh. Kế đến là Yuden Chi Parashagan, chữ số kiệu trên thân người nó là 2, cùng họa tiết có màu đen, sở hữu trong mình linh hồn và sức mạnh của một loài khủng long màu kiếm được gọi là Parasaurolophus, loài này sống vào khoảng 75 triệu năm về trước trong thời kỳ cuối kỷ phấn trắng, hay còn được gọi là khủng long mỏ vịt. Yuden Chi này thường được sử dụng chiếu bởi Kyuryu Black. Khi chiến binh sử dụng hai bản sao của Yuden Chi Parashagan trên thiết bị Gabo Revolver, thì Kyuryu Black sẽ có thể kích hoạt sang chế độ vũ trang cho bản thân, đi kèm với đó là vũ khí Parashashot của anh ta. Hoặc mỗi khi Kyuryu Red sử dụng Yuden Chi Parashagan trên vũ khí Gabutira de Carnival, thì anh ta có thể triệu hồi ra vũ khí hỗ trợ Parasha Beam Gun Arm trên cánh tay phải của mình. Kế tiếp là Yuden Chi Stegochi, được ký hiệu trên thân bằng chữ số 3, cùng ngoại tiết có màu xanh dương, mang cho mình sức mạnh và linh hồn của một loài khủng long vây kiếm được gọi là Stegosaurus. Đây là loài khủng long sống vào khoảng 150 triệu năm về trước vào cuối kỷ Jura. Yuden Chi này được sử dụng chiếu bởi Kyuryu Blue. Bằng cách sử dụng hai bản sao của Yuden Chi Stegochi trên thiết bị Gabo Revolver của mình, Kyuryu Blue sẽ có thể kích hoạt sang chế độ vũ trang cho bản thân, đi kèm với đó là vũ khí Stegochi của anh ta. Hoặc mỗi khi Kyuryu Red sử dụng Yuden Chi Stegochi trên vũ khí Gabutira de Carnival, thì anh ta có thể triệu hồi ra vũ khí hỗ trợ Stegochi Shield Dam ở bên cánh tay phải của mình.
Tiếp theo là Yudenchi Zakudo, chữ số ký hiệu trên thân của nó là 4, cùng họa tiết có màu xanh lá, sở hữu trung bình linh hồn và sức mạnh của một loài khủng long ăn thịt rất nổi tiếng, đó là Velociraptor, hay còn được gọi tắt là Raptor. Theo tiếng Latin nó có nghĩa là kẻ cướp tốc độ. Sự tồn tại của loài khủng long này là vào khoảng 80 triệu năm về trước vào cuối kỳ vấn trắng. Yudenchi này được sử dụng chủ yếu bởi Kiryu Green. Khi chiến binh sử dụng hai bản sao của Yudenchi Zakudo trên thiết bị Gal Revolver, Kiryu Green sẽ có thể kích hoạt sang chế độ vũ trang cho bản thân, đi kèm với đó là vũ khí Zakudo Slasher của anh ta. Hoặc mỗi khi Kiryu Red sử dụng Yudenchi Zakudo trên vũ khí Gabutila de Carnival, thì anh ta có thể triệu hồi ra vũ khí hỗ trợ Zakudo Short Arm ở trên cánh tay trái của mình. Tiếp đến là Yudenchi Drysera, được ký hiệu trên thân bằng chữ số 5 cùng họa tiết màu hồng, mang cho mình sức mạnh và linh hồn của một loài khủng long ba sừng, được gọi là Triceratops, hay còn được gọi là Tam Giác Long. Đây là một loài khủng long cũng rất nổi tiếng trên thế giới, sống vào cuối kỷ vấn trắng vào khoảng 68 triệu năm về trước. Yudenchi này được sử dụng chủ yếu bởi Kiryu Ping. Bằng cách sử dụng hai bản sao của Yudenchi Drysera này trên vũ khí Gabutila của mình, Kiryu Ping sẽ có thể kích hoạt sang chế độ vũ trang cho bản thân, đi kèm với đó là vũ khí Dry Slance của cô ta. Hoặc mỗi khi Kiryu Red sử dụng Yudenchi Drysera trên vũ khí Gabutila de Carnival, thì anh ta có thể triệu hồi ra vũ khí hỗ trợ Drysera Real Lamb ở trên cánh tay trái của mình. Kế tiếp là Yudenchi Theragorden, chữ số kiệu trên thân của nó là 6, cùng họa tiết combo vàng kim, sở hữu trung bình linh hồn và sức mạnh của một chi thần lằn bay không răng, đó là Pteranodon. Loài này sống ở Bắc Mỹ trong kỳ phân trắng 65 triệu năm về trước. Yudenchi này được sử dụng chiếu bởi Kiryu Gold. Như được biết, trước khi Theragorden trở thành một đồng minh chính nghĩa, thì nó đã từng bị quân đoàn Debot lợi dụng sức mạnh để thực hiện các mưu đồ xấu xa cho chúng thông qua một Yudenchi giả mạo mang được đặc tính cho cơ khí này. Nhưng rồi cho đến cuối cùng, các chiến binh Kiryuja đã giải cứu cho Theragorden khỏi sự khống chế bằng sức mạnh của họ. Khi đó, cơ khí này đã tự phá vỡ Yudenchi xấu xa trong cơ thể của nó, rồi cung cấp cho Utsumi Maru một Yudenchi xịn sò chính thức, cùng với đó là một thiết bị biến đổi Kaburi Changer nhằm giúp anh ta có thể biến đổi trở thành Kiryu Gold và sử dụng sức mạnh của nó một cách hoàn chỉnh nhất. Kế đến là Yudenchi Ankidon, được kiệu trên thân bằng chữ số 7 cùng họa tiết màu xanh ngọc, mang cho mình sức mạnh và linh hồn của một loài khủng long bọc thép, đó là Ankylosaurus. Loài này còn được mệnh danh là một cỗ xe tăng hạng nặng, sống vào khoảng 68 triệu năm về trước vào cuối kỳ vấn trắng. Yudenchi này được sử dụng chiếu bởi Kiryu Saiyan. Khác hơn so với các Yudenchi khác ở chỗ, Yudenchi Ankidon có thể hoàn toàn được Ramirez sử dụng trực tiếp để biến đổi thành Kiryu Saiyan mà không cần thông qua thiết bị Gal Revolver. Tuy nhiên thì cho đến sau này, khi chuyển giao sức mạnh Kiryu Saiyan của mình lại cho em gái của Kiryu Blue là Fuki Yuko, và để kích hoạt biến đổi, cô ta đã phải cần dùng tới vũ khí Gal Revolver như các chiến binh khác. Mỗi khi Kiryu Red sử dụng Yudenchi Ankidon trên vũ khí Gabutila de Carnival, thì anh ta có thể triệu hồi ra vũ khí hỗ trợ Ankidon MM trên cánh tay phải của mình. Tiếp theo là Yudenchi Banbachi, chữ số kiệu trên thân của nó là 8, cùng ngoại tiết có màu xám, sở hữu trong mình linh hồn và sức mạnh của một loài khủng long sọ dày, đó là Pachycephalosaurus. Loài này sống vào cuối kỳ vật trắng vào khoảng 66 triệu năm trước đây. Yudenchi này được sử dụng chiếu bởi Kiryu Gray. Giống như trên, Yudenchi Banbachi cũng đã cho thấy khả năng nó có thể được test sai sử dụng trực tiếp để biến đổi thành Kiryu Gray mà không cần thông qua thiết bị Gal Revolver. Mà rồi cho đến sau này, khi chuyển giao sức mạnh Kiryu Gray lại cho một người được cho là ông dạy của anh ta, là Tsukuchi Shinya. Khi đó để kích hoạt biến đổi, Shinya đã phải cần dùng tới vũ khí Gal Revolver như các chiến binh khác. Yudenchi Banbachi cũng được Kiryu Red sử dụng trên vũ khí Gabutila de Carnival để giúp anh ta có thể triệu hồi ra vũ khí hỗ trợ Banbachi Bolam ở trên cánh tay trái của mình. Tiếp đến là Yudenchi Blazuon, được ký hiệu trên thân bằng chữ số 9 cùng ngoại tiết có màu tím, mang cho mình sức mạnh và linh hồn của một loài thần lằn tiên sử ở biển đã bị tuyệt chủng từ lâu, đó là Plesiosaurus. Loài này sống vào khoảng 200 triệu năm về trước. Plesiosaurus từng được mệnh danh là kẻ thống trị đại dương trong kỷ Yura. Yudenchi này được sử dụng chiếu bởi Kiryu Violet. Như được biết trong quá khứ, Yudenchi Blazuon được sử dụng bởi Dokuta Rushido và ông ta cũng chính là Kiryu Violet tiền nhiệm. Sau này, Dokuta Rushido đã chuyển giao Yudenchi Blazuon lại cho người cháu gái của mình là Yayoi Rushido. Ông mong muốn cô sẽ trở thành một Kiryu Violet kế nhiệm. Tuy nhiên thì ở thời điểm ban đầu, cô ta đã mặc cảm với những kỳ vọng mà Dokuta Rushido đã dành cho, cũng như các thành viên Kiryu khác. Đó là họ luôn nghĩ Yayoi có thể hoàn toàn thừa sự mạnh mẽ từ người ông của mình và có thể biến đổi một cách dễ dàng. Nhưng rồi Yayoi đã phát hiện ra mình không thể sử dụng được Yudenchi Blazuon như họ tưởng. Sự tự ti đã khiến Yayoi phải bỏ chạy, đâu đó trong suy nghĩ cô ta đã từng muốn bỏ cuộc. Chỉ mãi cho đến khi cô đối mặt với sự sinh tử của bản thân cùng đồng đội, Yayoi mới nhận thức ra rằng để cô trở thành một chiến binh Kiryuja hoàn toàn là vì chính bản thân cô, chứ không phải là vì theo ý người khác. Cô muốn được chiến đấu để bảo vệ và sát cánh bên cạnh những người đồng đội của mình. Tất cả những điều đó đã tạo cho Yayoi một tinh thần dũng cảm. Nhờ vậy, cô ta mới có thể kích hoạt được Yudenchi Blazuon và sử dụng nó để trở thành một chiến binh Kiryu Violet kế nhiệm. Kế tiếp là Yudenchi Bragigas, chữ số kiệu trên thân của nó là 10, cùng ngoại tiết combo bạc, sở hữu trong mình linh hồn và sức mạnh của một loài khủng long lớn nhất trên trái đất, đó là Brachiosaurus. Loài này sống vào cuối kỷ Yura vào khoảng 155 triệu năm về trước. Yudenchi này được sử dụng chiếu bởi Kiryu Silver. Ngoài việc nó được sử dụng để kích hoạt chế độ biến đổi cho Kiryu Silver, đi cùng với đó là khả năng kích hoạt chế độ chiến đấu cho cơ khí Yudenchi Brachigas, thì Yudenchi này chưa hề cho thấy chức năng khởi động chế độ vũ trang cho chiến binh. Tiếp nối, chúng ta sẽ cùng đi và tìm hiểu về năng lực và sức mạnh của 13 Yudenchi hộ vệ. Tóm tắt qua thì ở trận đại chiến với quân đoàn Debot 65 triệu năm về trước, thì cơ thể của 13 vị hộ vệ này đã bị phá hủy hoàn toàn bởi tên quái vật Dachinomajin Gadoba, trong khi hình dạng vật chất của họ đã bị biến thành 13 viên đá ô phách phân tán khắp toàn cầu. Thời điểm sau này thì chúng đã được các chiến binh Kiryuja thu thập lại để nhằm hồi sinh cho Yudenchi Bragigas. Sau đó thì sức mạnh của 13 người họ đã trở thành các Yudenchi nhằm hỗ trợ cho cuộc tấn công của đội nhóm Kiryuja. Đầu tiên là Yudenchi Deinochaser, được ký hiệu trên thân bằng chữ số 11 cùng ngoại tiết màu vàng, mang cho mình sức mạnh và linh hồn của một loài khủng long sở hữu của đá chết người, đó là Deinonychus. Theo tiếng Hy Lạp thì Deinonychus có nghĩa là móng vuốt kinh hoàng.
Loan nên tồn tại vào khoảng 115 triệu năm trước đây, thời điểm đầu của kỳ vân trắng. Mỗi chiến binh Kirujar đều có một bản sao của Unity này, và khi sử dụng Unity Dino Chaser trên vũ khí Gabri Bower thì nó sẽ cho phép họ triệu hồi ra một cặp Unity Duty Horn, đó là Dino Strike và Trace Strike. Sau đó họ sẽ tháo Unity Dino Chaser ra khỏi vũ khí, rồi dùng nó để làm một chiếc cầu nối, khiến cho hai Unity Duty Horn có thể kết hợp lại với nhau và trở thành một chiếc xe máy tốc độ cao, giúp chiến binh có thể sử dụng để làm phương tiện di chuyển. Ngoài ra, tên gọi Dino Chaser của Unity này là sự kết hợp giữa từ Deinonychus là tên của loài khủng long và từ Chase trong tiếng Anh có nghĩa là săn bắt. Tiếp theo là Unity Dino Grander. Chữ số kiệu trên tên của nó là 12, cùng họa tiết có màu cam, sở hữu cho mình linh hồn và sức mạnh của một loài cá sấu khổng lồ đã bị tuyệt chủng từ lâu, đó là Deinosuchus. Loài này sống vào khoảng 80 triệu năm về trước vào quy kỳ vân trắng, thậm chí chúng cũng từng ăn thịt cả khủng long. Unity Dino Grander cũng là một trong số các Unity rất mạnh mẽ, chính vì thế người dùng cần phải có một cơ thể đủ khỏe thì mới có thể sử dụng. Việc kích hoạt sức mạnh từ nó phải được thực hiện khi chiến binh đang ở trong trạng thái vũ trang, bao gồm cả việc luôn phải cầm thêm cả vũ khí Gabri Bower trên tay nữa. Khi sử dụng, Unity này sẽ giúp cho chiến binh có thể triệu hồi ra một cặp vũ khí ở hai bên tay, mang ảnh cái điệu của Unity Dino Grander. Với hàm trên dài gần đóng vai trò là móng vuốt của bên tay trái, còn hàm dưới nhỏ gần đóng vai trò là móng vuốt của bên tay phải. Kèm với đó là hai bên giáp tay bằng vàng như để tượng trưng cho các lớp vảy gai nhọn ở trên thân cơ khí. Ngoài ra, tên gọi Dino Grander của Unity này là sự kết hợp giữa từ Deinosuchus là tên của loài khủng long và từ Grand trong tiếng Anh có nghĩa là hùng vĩ hoặc là vĩ đại gì đó. Kế tiếp là Unity Kencho Spiker, được kiệu trên thân bằng chữ số 13 cùng họa tiết màu xanh ngọc, mang cho mình sức mạnh và linh hồn của một chi khủng long viễn sừng, đó là Kenchozaurus. Loài này sống ở quý kỷ Jura vào khoảng 150 triệu năm trước đây. Unity này được các chiến binh sử dụng để kết hợp 5 vũ khí cá nhân của họ lại thành một cây lao khổng lồ với tên gọi tương tự là Kencho Spiker. Vũ khí này được sử dụng cho một mục đích duy nhất, đó là thực hiện đòi kết lớp mục tiêu cùng cả đội. Để nói về sức mạnh thì Unity Kencho Spiker cũng không kém phần lóng trọng và cần phải có sự kết hợp của các vũ khí đồng đội thì mới có thể sử dụng nó. Như đã thấy trong tập 4, khi lần đầu sử dụng, Kyrie Black đã dùng Unity này cho vũ khí Gabri Bower và kết quả là năng lượng mà nó phát ra là quá lớn, điều đó đã khiến cho anh ta bị hất văng về phía sau. Ngoài ra, tên gọi Kencho Spiker của Unity này là sự kết hợp giữa từ Kenchozaurus là tên của loài khủng long và từ Spiker có nghĩa là mũi nhọn trong tiếng Anh, còn phát âm theo tiếng Nhật là Super Super thì sẽ có nghĩa là cắt lát. Tiếp đến là Unity Stymiro. Chữ số kẹo trên thân của nó là 14 cùng ngoại tiết có màu hồng, sở hữu cho mình linh hồn và sức mạnh của một loài khủng long có gai, đó là Styracosaurus. Chúng sống trong giai đoạn vào cuối kỳ vân trắng vào khoảng 75 triệu năm về trước. Khi sử dụng Unity Stymiro trên vũ khí Gabri Bower thì đòn bắn của nó sẽ khiến cho đối phương trở nên say mê sâu sắc với người đầu tiên mà chúng nhìn thấy. Ngoài ra, tên gọi Stymiro của Unity này là sự kết hợp giữa từ Styracosaurus là tên của loài khủng long và từ Mero Mero trong tiếng Nhật có nghĩa là tình yêu. Tiếp theo là Unity Alomeris, được kêu trên thân bằng chữ số 15 cùng ngoại tiết màu đỏ đậm, mang cho mình sức mạnh và linh hồn của một chi khủng long ăn thịt rất hung bạo, đó là Allosaurus, hay còn có tên gọi là dị long. Loài này tồn tại vào khoảng 155 triệu năm về trước trong kỷ Jura. Chúng được khá nhiều người biết đến và nổi tiếng thứ hai chỉ sau khủng long bạo chúa T-Rex. Khi sử dụng Unity Alomeris trên vũ khí Gabri Bower thì nó sẽ bắn ra một chùm lửa dữ dội về phía đối phương, nhiệt độ mà nó phát ra còn lên tới tận 6800 độ C. Hoặc anh ta cũng có thể phát động một đợt tấn công mang tính hủy diệt cao hơn bằng một cú bắn giải phóng một lúc cả hai sức mạnh đến từ Unity Gabertida và Alomeris để tiêu diệt tất cả các mục tiêu xung quanh. Ngoài ra, tên gọi Alomeris của Unity này là sự kết hợp giữa từ Allosaurus là tên của loài khủng long và từ Mera Mera trong tiếng Nhật có nghĩa là ngọn lửa cháy. Kế đến là Unity Beyond Small. Chữ số kêu trên thân của nó là 16 cùng ngoại tiết có màu xanh tím than, sở hữu cho mình linh hồn và sức mạnh của một loài khủng long được biết đến là có một độ dài nhất nhì trên trái đất, đó là Seismosaurus, chúng sống cách đây 147 triệu năm ở trong kỷ Jura. Khi Unity Beyond Small được sử dụng trên Unity Gabertida thì nó sẽ cho phép cơ khí có thể kéo dài phần cổ của nó đến bất kỳ phạm vi nào đó miễn là nó muốn. Ngoài ra, tên gọi Beyond Small của Unity này là sự kết hợp giữa từ Seismosaurus là tên của loài khủng long và từ Beyond trong tiếng Nhật có nghĩa là kéo dài. Kế tiếp là Unity Ovidapu, được kêu trên tên bằng chữ số 17 cùng ngoại tiết màu cam, mang cho mình sức mạnh và linh hồn của một chi khủng long ăn thịt cỡ nhỏ, đó là Oviraptor. Loài này tồn tại vào khoảng 75 triệu năm về trước vào cuối kỳ vân trắng. Khi sử dụng Unity Ovidapu trên vũ khí Gabri Bower thì phía trôi của vũ khí sẽ phát ra một làn khói vàng gây nhiễm mắt mục tiêu. Hoặc khi Unity Ovidapu được sử dụng trên robot Kirujin thì nó sẽ giúp cho Gabertida có thể phát ra một luồng khí mang mùi hôi khó chịu từ phần đuôi của mình để khiến cho mọi kẻ thù bị mất phương hướng. Ngoài ra, tên gọi Ovidapu của Unity này là sự kết hợp giữa từ Oviraptor là tên của loài khủng long và từ pu trong tiếng Nhật có nghĩa là đánh rắm. Tiếp đến là Unity Iguanodon, chữ số kêu trên thân của nó là 18 cùng ngoại tiết có màu tím nhạt, sở hữu cho mình linh hồn và sức mạnh của một loài khủng long giống chim, đó là Iguanodon. Chúng sống cách đây 125 triệu năm vào đầu kỷ vân trắng. Khi Unity Iguanodon được sử dụng trên vũ khí Gabri Bower thì hiệu ứng đòn bắn của nó sẽ khiến cho kẻ thù như thể đang bị ai đó cú ký. Khi đó, nếu có một người pha trò cái mục tiêu không thể cười thì hiệu ứng cú ký của nó sẽ được tăng lên gấp nhiều lần đến mức chúng không thể chịu nổi và sau đó bị hạ gục ngay tức khắc. Ngoài ra, tên gọi Iguanodon của Unity này là sự kết hợp từ Iguanodon là tên của loài khủng long và từ Gera Gera trong tiếng Nhật có nghĩa là cười rộ lên. Tiếp theo là Unity Tupedanda, được kêu trên thân bằng chữ số 19 của ngoại tiết màu trắng, mang cho mình sức mạnh và linh hồn của một chi thần lằn bay không răng, đó là Tupendactylus. Loài này tồn tại vào khoảng 112 triệu năm trước đây vào đầu kỷ vân trắng. Khi sử dụng Unity Tupedanda trên vũ khí Gabri Bower thì đòn bắn của nó sẽ khiến cho một vật thể bất kỳ trở nên mềm dẻo. Hoặc mỗi khi cần thiết, chiến binh sẽ thực hiện cú bắn vào chính bản thân mình, giúp cơ thể họ trở nên mỏng dính như tờ giấy và có thể trôi lọt qua những không gian hẹp.
Ngoài ra tên gọi Tuberanda của Yudenchi này là sự kết hợp giữa từ Tubendactylus là tên của loài khủng long và từ Pera Pera trong tiếng Nhật có nghĩa là tiếng rơi của một vật. Kế đến là Yudenchi Gurumonai, chữ số kẹo trên tay của nó là 20, cùng ngoại tiếp có màu xanh lục, sở hữu trong mình linh ngòi và sức mạnh của một loài động vật nhuyễn thể biển đã bị tuyệt chủng từ lâu, đó là Ammonite. Loài này sống ở trong kỳ vân trắng vào khoảng 65 triệu năm về trước. Khi Yudenchi Gurumonai được sử dụng trên vũ khí Gabri Wolver, thì ứng nọt bắn của nó sẽ khiến cho vô số các mục tiêu bị choáng váng, rồi sau đó họ sẽ bị ngất đi trong một khoảng thời gian. Ngoài ra tên gọi Gurumonai của Yudenchi này là sự kết hợp từ Ammonite là tên của loài ốc cổ đại và từ Guru Guru trong tiếng Nhật có nghĩa là quay tròn. Kế tiếp là Yudenchi Akenodon, được hiệu cho tên bằng chữ số 21, cùng ngoại tiết có màu xanh dương, mang cho mình sức mạnh và linh hồn của một loài rùa biển đã bị tuyệt chủng từ lâu, đó là Achelon. Nó còn được mệnh danh là loài rùa biển lớn nhất từng được biết đến. Loài này tồn tại vào khoảng 80 triệu năm trước đây vào cuối kỳ vân trắng. Khi sử dụng Yudenchi Akenodon trên vũ khí Gabri Wolver, thì nó có thể bắn ra một trường trọng lực khiến cho mọi kẻ thù bị làm chậm và mắc kẹt trong đó, kể cả người sử dụng cũng có thể bị liên lụy nếu đứng gần. Ngoài ra tên gọi Akenodon của Yudenchi này là sự kết hợp giữa từ Akelon là tên của loài rùa biển và từ Noronoro trong tiếng Nhật có nghĩa là chậm chạp hoặc chậm rãi. Tiếp đến là Yudenchi Percuptor, chữ số kêu trên tên của nó là 22, cùng ngoại tiết có màu đỏ, sở hữu cho mình linh hồn và sức mạnh của một chi khủng long ăn thịt có kích cỡ trung bình đến từ Nhật Bản, đó là Fukiraptor, chúng sống cách đây 128 triệu năm vào đầu kỳ vân trắng. Khi Yudenchi Percuptor được sử dụng trên vũ khí Gabri Wolver, thì đòn bắn của nó sẽ khiến cho một mục tiêu bất kỳ trở nên phồng lên thành dạng giống như một quả bóng hơi, đến mức nó có thể bay lên cả không trung. Ngoài ra tên gọi Percuptor của Yudenchi này là sự kết hợp giữa từ Fukiraptor là tên của loài khủng long và từ Percu Percu trong tiếng Nhật có nghĩa là sự căng da hoặc sự sưng tấy. Tiếp theo là Yudenchi Futabain, được ký hiệu trên tên bằng chữ số 23 cùng ngoại tiết màu xám, mang cho mình sức mạnh và linh hồn của một loài khủng long cổ rắn cũng đến từ Nhật Bản, đó là Futabazaurus. Loài này sống vào cuối kỳ vân trắng vào khoảng 67 triệu năm về trước. Khi sử dụng Yudenchi Futabain trên vũ khí Gabri Wolver, thì cú bắn của nó sẽ tạo ra một bản sao bất kỳ cho vô số các mục tiêu chỉ định. Ngoài ra tên gọi Futabain của Yudenchi này là sự kết hợp giữa từ Futabazaurus là tên của loài khủng long và từ Bai trong tiếng Nhật có nghĩa là gấp đôi. Như đã thấy từ tập 26 trở đi, Yayoi Urushiro còn chế tạo ra 3 loại Yudenchi nữa, mang năng lượng và sức mạnh nâng cấp hơn dành cho đội nhóm Kyuriger. Thứ nhất là Yudenchi Carnival, đây là một Yudenchi có lớp vỏ màu đỏ và trắng và được ký hiệu ở trên thân bằng chữ số 1+. Yudenchi này được tạo ra để thực hiện mong muốn của Gabutida, đó là nó muốn cho Daigo mượn sức mạnh của bản thân để chiến đấu chống lại quân đoàn Debot khi mà kẻ thù đã ngày một mạnh hơn. Chính vì vậy, Yudenchi này được tạo ra để thành riêng cho Kyuriger. Tuy nhiên trong thời điểm ban đầu khi sử dụng, Daigo đã dùng Yudenchi này trên vũ khí Gabri Wolver và kết quả là nó đã khiến anh ta bị sốc năng lượng bởi một tác dụng phụ không mong muốn. Sau đó Daigo đã bị mất kiểm soát và có hành vi giống hệt như loài khủng long. Mãi cho đến sau đó khi được giải thoát nhờ Torin, Daigo mới tìm ra phương thức để kích hoạt cho Yudenchi này, đó là nó phải được sử dụng thông qua Yuden Ryu Gabutida. Khi đó ánh sáng cơ khí của nó sẽ được thu nhỏ lại để trở thành một sinh vật tí hon và nó còn được yêu ái gọi với cái tên là Minitira. Ở hình dạng này, Minitira sẽ có thể chuyển đổi sang chế độ súng với tên gọi là Gabutida the Carnival. Nhờ vào thứ vũ khí này, Kyuriger mới có thể chuyển hóa sang chế độ Power Up của bản thân, hay còn được gọi là hình thức lễ hội. Sau mỗi cuộc tấn công, Yudenchi Carnival sẽ được gỡ bỏ khỏi Minitira và điều đó sẽ cho phép Gabutida được chuyển mình dạng Yuden Ryu to lớn của mình. Thứ hai là Yudenchi Victory, đây là một loại Yudenchi mang màu bạc trong suốt, bên trong nó hiển thị với các biểu tượng của 5 Yuden Ryu có số thứ tự từ 1 đến 5, kèm với đó là ký hiệu chữ V ở trên thân. Tuy nhiên, để kích hoạt năng lượng cho Yudenchi này, nó đòi hỏi sự kết hợp sức mạnh đến tất cả 5 thành viên đầu tiên trong nhóm thì mới có thể hoạt động. Sau đó Kyuriger sẽ tràn Yudenchi Victory vào bên trong vũ khí Gabutida the Carnival, rồi 5 chiến binh sẽ đứng thành chữ V để sẵn sàng cho một cú bắn. Khi tấn công, nó sẽ giải phóng một lúc cả 5 thứ sức mạnh mang dạng là phần đầu của 5 Yuden Ryu để phải diệt kẻ thù. Và thứ ba là Yudenchi Maximum, loại Yudenchi này được mang màu vàng kim, bên trong hiển thị với các biểu tượng của 5 Yuden Ryu có số thứ tự từ 6 đến 10, kèm với đó là ký hiệu chữ X ở trên thân. Về cơ bản, Yudenchi Maximum sẽ được hấp thụ sức mạnh của các chiến binh Kyuriger khác ngoài 5 chiến binh đầu tiên và được kích hoạt để kết hợp kéo cùng với đòn kết liễu của 5 người họ. Tuy là đều được Kyuriger sử dụng trên vũ khí Gabutida the Carnival, nhưng Maximum Yudenchi lại được Daigo giao cho Utsushimimaru nắm giữ, bởi vì Daigo mong muốn rằng Utsushimimaru sẽ luôn là một người gắn kết trái tim của những người còn lại. Để sử dụng, chiến binh sẽ đặt Maximum Yudenchi và bên cạnh Victory Yudenchi nhằm kích hoạt cùng lúc. Sau đó chiến binh sẽ chèn lần lượt 2 Yudenchi này vào trong vũ khí Gabutida the Carnival. Đây là một phiên bản kết liễu mạnh hơn, với số lượng sức mạnh tương với số chiến binh Kyuriger sẽ cùng kết hợp thêm vào đòn bắn. Ngoài ra, như Yayoi từng nói rằng, nếu một trong số các thành viên trong nhóm không đồng nhất tinh thần thì họ sẽ không thể nào sử dụng được Maximum Yudenchi. Không chỉ vậy, trong các tập phim đặc biệt của Kyuriger còn có một số các Yudenchi đặc biệt nữa mà mình muốn liệt kê luôn một thể. Đầu tiên là D Yudenchi, khoác trên mình một lớp vỏ với tông màu hải quân Navy, cùng với đó là họa tiết màu vàng. Tuy nhiên nó được ký hiệu trên thân bằng chữ D thay vì các chữ số thông thường, mang cho mình sức mạnh bóng tối. Yudenchi này chỉ có duy nhất trong tập phim đặc biệt của đội nhóm Kyuriger. Đây là một trong số các Yudenchi giả mạo được tạo ra bởi quân đoàn Debot. Nó được trao cho tên nhân vật phản diện Domono Shenkidi để hắn có thể sử dụng và biến đổi trở thành chiến binh Dadiger. Không chỉ vậy, D Yudenchi còn là một phiên bản fake siêu cấp, khi nó đã cho thấy khả năng giúp người dùng có thể sử dụng để chèn nó vào trong vũ khí Flood Buster để thực hiện các đòn tấn công kết liễu cực mạnh. Kế tiếp là Yudenchi SP, đây là một Yudenchi mang vỏ ngoài màu xanh lam trong suốt và được ký hiệu trên tên bằng chữ SP. Bên trong nó lưu giữ linh hồn và sức mạnh của 6 chiến binh Kyuriger năm 2014.
Sự xuất hiện của Yudin Chi này có trong tập phiên đặc biệt 100 năm sau của Kill Ruger. Yudin Chi SV được sử dụng bởi các hậu duệ của Kill Ruger năm 1114 trên vũ khí Mini Tira. Khi đó họ đã có thể sử dụng để triệu hồi ra những chiến binh Kill Ruger tiền nhiệm năm 2014 nhằm hỗ trợ cho một cuộc tấn công kết hợp của cả 12 người lại với nhau. Kế đến là Yudin Chi Bray, khoác trên mình một lớp vỏ có màu vàng kim và được kiệu trên thân bằng chữ Bray. Sự xuất hiện của Yudin Chi này chỉ có duy nhất trong tập phiên đặc biệt giữa Kill Ruger và Two Kill Ruger. Yudin Chi này được tạo ra từ 5 Yudin Chi khổng lồ có số thứ tự từ 1 đến 5 của các chiến binh Kill Ruger. Yudin Chi Bray được sử dụng để kết hợp cùng cơ khí Red Red Shark của đội nhóm Two Kill Ruger nhằm hợp nhất sức mạnh du kích của các chiến binh Kill Ruger và sức mạnh tưởng tượng của các chiến binh Two Kill Ruger lại với nhau. Khi đó cơ khí Red Red Shark sẽ được cung cấp một lớp năng lượng từ Yudin Chi Bray khiến cho nó có thể ngăn chặn một đòn tấn công từ kẻ thù. Tiếp theo là Yudin Chi W, được ký hiệu trên thân bằng chữ W cùng ngoại tiết có màu đỏ. Yudin Chi này chỉ có duy nhất trong tập phiên đặc biệt của đội nhóm Kill Ruger. Thực chất đây là một Yudin Chi được tiến hóa từ Yudin Chi Gabutira, khiến nó được cung cấp thêm sức mạnh từ sự dũng cảm của Daigo. Bên trong nó lưu giữ hai thứ sức mạnh và linh hồn của hai con Tarado do Resurrect cùng lúc. Khi sử dụng, Kill Ruger sẽ có thể triệu hồi ra hai vũ khí Gabutira Fang, kèm với đó là hai lớp giáp vai cho chiến binh. Tuy nhiên lúc này, lớp giáp vai của anh ta đã được chuyển thành màu vàng kim thay vì màu bạc thông thường. Trong chiến đấu, cặp đôi vũ khí này sẽ giúp cho Kill Ruger có thể tạo ra các cú đấm liên hoàn từ đối phương với sức mạnh cực lớn. Như đã thấy trong tập phim đặc biệt giữa Kill Ruger và GoBuster, còn có sự ra mắt của ba Yudin Chi đặc biệt nữa. Đó là Yudin Chi Tyranno Ranger, Yudin Chi Abarat và Yudin Chi Redbuster. Chúng được tạo ra bởi Dokuta Rushido, hợp tác và phát triển cùng tổ chức trung tâm quản lý năng lượng. Các Yudin Chi này đều đại diện cho một chiến đội Sentai cũng như sức mạnh của họ. Vỏ ngoài của chúng đều mang màu bạc, tuy nhiên thì trên thân của chúng đều được ký hiệu bằng chữ V thay vì những con số. Kèm theo đó phần cực dương của Yudin Chi là các logo biểu tượng tương với mỗi chiến đội mà chúng đại diện. Tuy nhiên thì để có thể sử dụng các Yudin Chi đặc biệt này, nó đều phải được kích hoạt thông qua Yudin Gabutira thay vì các vũ khí Gabri Revolver thông thường. Khi sử dụng, nó sẽ triệu hồi ra các cơ khí của các đội nhóm Sentai trong quá khứ. Tiếp đến là Yudin Chi Spirit Ranger Purple Blazuan, khoác trên mình một lớp vỏ có màu tím trong suốt và được kiệu trên thân bằng chữ số 9, có phần khá giống so với Yudin Chi Blazuan thông thường, chỉ khác về màu sắc. Sự xuất hiện của Yudin Chi này chỉ có duy nhất trong một tập phim đặc biệt ngắn của Kill Ruger. Yudin Chi này được tạo ra từ linh hồn của rất nhiều các loài khủng long. Khi được sử dụng trên vũ khí Gabri Revolver, nó sẽ giúp chiến binh có thể chuyển sang chế độ vũ trang. Đi kèm với đó là một món vũ khí bên cánh tay phải của họ. Thứ vũ khí này được cho là của riêng chiến binh Kiru Violet với tên gọi là Pleasure Cannon Arm. Hình dáng của nó trông có vẻ giống với một viên đạn tên lửa hay là một chiếc tàu con thoi gì đó. Cuối cùng là Yudin Chi Spirit Ranger Gondera Golden, được kêu trên thân bằng chữ số 6 với ngoại hình tổng thể có phần tương tự như Yudin Chi Terra Golden thông thường, chỉ khác là lớp vỏ của nó được thay thế bằng màu vàng kim trong suốt. Sự xuất hiện của Yudin Chi này chỉ có duy nhất trong một tập phim đặc biệt ngắn của Kiru Ranger. Cũng giống như Yudin Chi Spirit Ranger Purple Blazuan, Yudin Chi này được tạo ra từ linh hồn của rất nhiều các loài khủng long. Khi được sử dụng trên vũ khí Gabri Ranger, nó sẽ giúp cho Kiru Gon có thể chuyển sang chế độ vũ trang. Đây cũng là lần đầu tiên chế độ này được sử dụng bởi Kiru Gon. Tuy nhiên, lớp giáp tay của anh ta lại có màu vàng kim. Đi kèm với đó là một món vũ khí có tên gọi là Golden Zanda Thunder. Thực chất, Golden Zanda Thunder chỉ là một phiên bản làm lại từ vũ khí Zanda Thunder thông thường và kích thước của nó có phần to lớn hơn đôi chút. Vậy là trên đây, mình đã tổng hợp xong toàn bộ các Yudin Chi của trong series Kill Ruger rồi. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo của kênh mình nha. Chào và hẹn gặp lại các bạn.